Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ 2 ngày 8 tháng 4 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 hai xin chào các bạn tụ 1 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi Ngày thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Các bạn tụ 1 dạo gần đây có thể là cảm thấy rất là nóng trong người Hoặc là có thể một số bạn đang cảm thấy khó nhiều điều Khó khăn, khó chịu, à, mệt mỏi Hoặc là có quá nhiều những cái điều khiến bạn cảm thấy hoang mang trong cuộc sống Và mình thấy có thể một số bạn có thể là bạn bị bệnh chẳng hạn Vân vân Tuy nhiên thì mình thấy các bạn sắp lấy lại được cái nguồn năng lượng của mình rồi Có thể dạo gần đây là quể quải nè hoặc là hơi lười một chút, không muốn làm gì hết à, Tuy nhiên thì mình thấy có thể là mọi thứ đang có sự gọi là chuyển động trở lại Hoặc là một vài bạn ở đây các bạn đang có một sự phân dân do dự giữa những cái quyết định nào đó Hoặc là đang có sự phân dân hoang mang về tương lai Không biết mọi thứ nó sẽ như thế nào Một số bạn thì có thể là bạn có một sự chờ đợi một cái tin tức gì đó ở đây ừ. Có thể um, một số bạn sắp có sự chuyển đổi công việc ừ. Có thể là bạn muốn tìm kiếm cơ hội công việc mới, phù hợp hơn hoặc là dạo gần đây có thể là các bạn đọc được quá nhiều những tin tức liên quan đến vấn đề về uh, ly rồi đó ha cho nên các bạn cảm thấy cuộc sống này uh, nó vô thường <laughs> uh, đâm ra các bạn cảm thấy hơi nản uh, nhưng mà mình thấy thì uh, những cái gì mà xuất hiện những cái gì mà gọi là nó diễn ra trong cuộc sống thì nó mang tính chất uh, định mệnh rồi cho nên là mình không có kiểm soát được đâu Vì của các mình của chúng mình đó là hãy cứ tập trung tập trung vào cuộc sống hiện tại của mình thôi và tập trung vào những cái điều ưu tiên quan trọng đối với mình ở hiện tại và giải quyết nó thôi ừ. và đồng thời ở đây thì có thể một số bạn trong thời gian tới các bạn sẽ có được một cái sự đủ đầy về mặt tiền tài ha. có thể các bạn sẽ có cái nguồn tài chính nào đó hoặc ai đó giúp đỡ hỗ trợ tài chính cho các bạn hoặc là bạn sẽ làm từ thiện giúp đỡ hỗ trợ người khác và trong thời điểm này nếu như bạn cảm thấy ở cái việc lành mà mình làm Giúp ích được cho người khác thì bạn cứ làm thôi à, Có khả năng là bạn cũng bị người khác chê trách Nói xấu, phê bình gì đó Thì bạn cảm thấy mình làm những việc có giá trị Và giúp đỡ được rất nhiều người thì bạn cứ làm Còn những cái điều khác bạn đừng có quan tâm ừ. Và ngoài ra thì mình thấy có thể là Trong thời điểm này một số bạn là các bạn uh, Sẽ mau chóng kết thúc được cái giai đoạn Gọi là trần chừ hoặc là cảm thấy uh, y ạch Cảm thấy mệt mỏi Một cái điều gì đó nó sẽ tái sinh Hoặc là bạn sẽ có sự chuyển động Mạnh mẽ, nhanh nhẹn à, Một số bạn ở đây Mình thấy có thể trong ngày hôm nay Các bạn có khả năng là có những cái sự bồi hồi Nhớ về những gì đã, đã qua trong bất khứ Hoặc là các bạn um, Có một cái sự gọi là thất thoát gì đó Có ừ. thêm một số bạn sẽ mua cái món đồ gì đó Cho nên mà phải chi tiền cho cái món đồ đó Hoặc là có một vài bạn sẽ có một sự bắt tay vô làm việc cho một cái công ty mới thậm chí có thể là có sự nộp giấy tờ hoặc là ký kết gì đó ở đây ừ. ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn có thể là năng là bạn đi đóng tiền ha, đi đóng tiền cho cơ quan nhà nước vân vân ừ. đi đóng gì tiền cho hợp đồng hoặc là đóng tiền thuế gì đó vân vân hoặc là trong ngày hôm nay có ai đó gọi điện ừ khi các bạn tải phần mềm bấm liên liên kết gì đó ha nó các bạn gọi là phạm lỗi hoặc là hỗ trợ giúp cho các bạn có thể um, đóng thuế thành công không cần phải đi đến cơ quan chính thống thì coi lại có trường lừa đảo ừ. ngoài ra thì mình thấy là các bạn có thể là um, sẽ thể hiện được cái sự trung thực ngay thẳng có trách nhiệm của mình trong mọi việc bạn làm hoặc là có một vài bạn các bạn sẽ mua sắm quần áo hoặc là các bạn sẽ có một buổi diễn thuyết dẫn dắt chương trình gì đó thì mình thấy các bạn sẽ làm rất là tốt hoặc là bạn nào đó trong ngày hôm nay có sử dụng nguồn lửa nên cẩn thận để tránh bị quá hoạn ha hoặc là nấu ăn coi chừng bị phỏng tay rồi đó ừ. bên cạnh đó mình thấy các bạn có sự tương tác một người mang năng lượng nữ đây là một người nhạy bén giỏi ăn nói khôn ngoan một có có tài ha Mà có khả năng thuyết phục người khác ừ. ngoài ra mình thấy ai đó có thể là mời gọi bạn ký hợp đồng ừ, gì đó ở đây tuy nhiên thì hãy cân nhắc kỹ lưỡng để tránh gọi là ký sai hoặc là à, mình chưa đọc kỹ chưa đọc rõ chưa hiểu được cái vấn đề tốt nhất mình đừng có vội ký kết ha. À, hãy có một sự thì tìm hiểu cho rõ ràng à, để bạn tránh khỏi cái sự hối tiếc hối hận đó một số bạn ở đây thì mình thấy, thấy là bạn à, sẽ có những cái sự di chuyển khá là nhiều và vào cuối ngày dường như các bạn bị mất ngủ khó ngủ hoặc là bạn có sự nghĩ ngợi về một điều gì đó trong quá khứ bạn cảm thấy hơi bị tiếc hơi bị tiếc nuối ngoài à. ra thì mình thấy có thể là có một vài bạn sẽ có sự kết nối với luật sư vân vân nói chung có một cái vấn đề gì đó, đó nên nó diễn ra hoặc là bạn nào chạy xe trong ngày này đặc biệt là giai đoạn đầu ngày thì nên đem theo giấy tờ đầy đủ chạy xe hay đúng luật lệ để tránh bị phạt ừ. Ngoài ra là cần phải tránh cái sự gọi là mâu thuẫn hoặc là nóng giận, nóng tính. Gây tranh cãi với người khác thì có thể cái người bị thất thoát, bị thua thiệt nhiều đó nhiều nhất đó là các bạn. Cho nên vì các bạn hãy bình tĩnh và giải quyết vấn đề. Và tránh đôi co cãi cọ ha. một số bạn sẽ có khả năng thiết lập cuộc hẹn với một ai đó và có thể dời sang một cái lịch trình khác, một cái thời gian khác hoặc là trong ngày hôm nay các thưa bạn sẽ đọc được khá nhiều tin tức liên quan đến luật lệ à, liên quan đến uh, những cái người gọi là họ hối hận sau khi phạm tội hay gì đó vân vân Ừ, có một số bạn sẽ tham gia những khóa huấn luyện đào tạo của công ty Hoặc là bạn giữ cái vai trò gọi là huấn luyện đào tạo người khác Và mình thấy có thể là bạn sẽ có sự xem được cái những cái tin tức của Ai đó xin lỗi cộng đồng mạng Hoặc là bạn tha thứ lỗi làm cho ai đó Hoặc là ai đó tha thứ lỗi làm cho các bạn Thấy có một cái sự nhận lỗi gì đó ở đây Ngoài ra một vài bạn có thể bạn sẽ có một sự chứng kiến Một cái cặp đôi lớn tuổi ha, Hoặc là có thể là các bạn có sự gọi là xem bộ phim nào đó liên quan đến đến một cái cặp đôi trung niên lớn tuổi hoặc là các bạn có sự tương tác với ba mẹ của mình ừ. hoặc với những người lớn tuổi trong ngày này đây mình thấy một cái làn sóng hài hòa đang tràn ngập trong cuộc sống của bạn và lúc này bạn hãy tin tưởng rằng cái thiên thần ở đây để giúp đỡ cho bạn giải quyết những cái xung đột đang làm xáo trộn cái sự bình yên nội tâm của bạn vào lúc này Hãy dành thời gian để bạn có thể đầu hàng um, Hoặc là phó thác những cái vấn đề um, Những cái mối bận tâm các bạn cho vũ trụ các thiên thần Hỗ trợ các bạn Để có thể giải quyết bất kỳ những xung đột Hoặc là những cái tranh luận nào Và để hướng dẫn mọi người một cách yêu thương Dẫn đến cái sự hòa bình ừ. Ở đây thì mình thấy các bạn được khuyến khích Hãy có một sự lùi lại một bước Và cho phép thần thánh bước vào Để giúp có thể là khôi phục lại hòa bình Trong những cái tình huống nào đó Ừ và các ngài sẽ giúp được cho bạn nếu như bạn có sự tin tưởng và cầu nguyện ha Hãy yên tâm bởi vì các ngài đang ở đây để khuyến khích các bạn Đưa các vấn đề cho các ngài để các ngài đưa đến một cái kết luận công bằng và hòa bình à, Một số bạn có thể liên quan đến một cái vấn đề pháp lý gì đó mà là có được cái kết quả hòa bình công bằng nhìn cho các bạn và hãy luôn làm điều ngay thẳng chính trực và công bằng ha để tránh gọi là gây ra những cái điều không đúng rồi có khả năng các bạn sẽ phải gặp cái vấn đề về nhân quả đó cho nên là tốt nhất mình hãy bình tĩnh suy xét mọi thứ và đừng nên phán xét dê trách bất kỳ ai trong khi bản thân của mình chưa có hoàn thiện ha cho nên là um, có thể một số bạn sẽ chứng kiến một cái gì đó liên quan đến luật nhân quả được ứng nghiệm đó um. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn ai xin chào các bạn tụ hai bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi Ngày thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào? Và đây là những trò bay chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tù 2. Các bạn tù 2 là những người đang rất là chăm chỉ kiếm tiền, đang rất là nỗ lực vì tương lai của bạn cũng như của người thân các bạn, đặc biệt là cha mẹ hoặc là con cái ở đây. À, một số bạn thì các bạn là những người mang nguồn năng lượng rất là thuần khiết, rất là giản dị, mộc mạc và các bạn cũng được ông bà tổ tiên đồ thương mến. À, bên cạnh đó thì mình thấy có thể là bạn cũng là một người rất là yêu môi trường, yêu thiên nhiên cây cỏ. Hiện tại có khả năng các bạn đang bị những vấn đề như là bị mất ngủ, hay thức khuya, hoặc các bạn có những cái sự tiếc nuối gì đó. Các bạn đang cố gắng ngồi tiết kiệm tiền bạc, không có dám tiêu xài nhiều Một số bạn có thể là bạn đang tiếc Về những khoảng thời gian bạn có tiền, bạn mua sắm đủ thứ mà không có tiết kiệm à, Bạn nghĩ nếu như mà mình tiết kiệm thì có khả năng mình cũng để dành được một khoản khá khá kiểu vậy à, Một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là à, Các bạn là những người Đang được ba mẹ của bạn rất là quan tâm và có sự yêu thương hoặc là nơi và động viên tinh thần cho các bạn hoặc là dạ gần đây các bạn bị thiếu nước cho nên hãy cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể ngày hôm nay mình thấy các bạn có sự tương tác với một người mang năng lượng nam đây là một người sống tình cảm nhân ái ha, ngọt nghèo uh, điềm tĩnh có thể cái người này họ có sự hỗ trợ giúp đỡ đi gì đó cho các bạn uhm, có thể là một người bạn cũ một cái người đồng nghiệp hoặc là một cái người gì đó trợ giúp trong công việc của các bạn đó. hoặc là vấn đề bạn nào có sức khỏe có khả năng gặp được cái người chữa lành tốt Bên cạnh đó, một số bạn có thể là bạn có một cái sự gọi là um, uh, có rất là nhiều việc phải làm hoặc có nhiều uh, cái ý tưởng sáng tạo hoặc là có nhiều cái uh, việc xảy ra xung quanh cuộc sống các bạn cho nên các bạn cũng hơi bị mất tập trung. Rồi bạn xem có khá là nhiều tin tức ở đây. Có một số bạn sẽ có một cái sự mất mát, một cái khoản tiền hoặc là kiểu như bạn sẽ đi đóng tiền hay bạn làm cái điều gì đó, bạn mua sắm gì đó um, trong ngày này. Hoặc là một vài bạn ở đây có thể là bạn có sự nghĩ về những quá khứ, những kỷ niệm à, tổn thương Dạ gần đây có thể bạn hay hoài niệm hay nhớ về chuyện cũ Tuy nhiên thì bị của các bạn bây giờ là hãy tập trung ở hiện tại, tập trung những gì mình đang có Và tránh nghĩ về những gì đã mất Bởi vì bạn càng nghĩ về nó thì bạn càng sẽ mất nhiều hơn ha Một số bạn sẽ giải quyết xong mọi thứ mọi việc trong ngày này ha, vào giữa trưa Ừm uhm hoặc là bạn sẽ có một cái sự di chuyển đi đâu đó ở đây trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là có mà bạn và bạn có sự phân dân giữa hai cái quyết định hai hướng đi nào đó hoặc là các bạn có thể là sẽ có những cái phân dân uh, do dự nhưng mà mình thấy có thể là bạn sẽ có sự quyết quyết tâm quyết đoán để thực hiện một cái ý định nào đó mà bạn đã ấp ủ. ha bên cạnh đó thì bạn sẽ nhận được khá là nhiều những cuộc gọi những cuộc thông báo uhm. một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn uh, có một sự hơi bị bí bách một cái gì đó hay là bí ý tưởng thì có khả năng bạn sẽ có những ý tưởng bất ngờ hoặc là một vài bạn có thể là bạn sẽ xem những cái món đồ như là những cái thiết bị điện tử nè hoặc là bạn mua điện thoại hay gì đó vân vân cho nên bạn có đứng trước rất là nhiều sự lựa chọn về cái nhãn hiệu hoặc là về những cái sản phẩm khác nhau thì mình thấy là như vậy ngoài ra thì mình thấy có thể là một vài bạn có sự tiếp xúc với ba mẹ ha hoặc là được cái người thân nào đó chọn hỗ trợ hoặc là gặp được cái người bạn cũ hoặc là có một vài bạn thì có thể là có những vấn đề liên quan đến thực kế hoặc là một số bạn có thể là được ai đó biết đồ ăn hoặc là bạn biết đồ ăn cho ai đó ừ. một số bạn có thể là bạn sẽ ngủ mơ à, ngủ mơ thấy khá là nhiều những cái vấn đề nào đó Có thể là ngủ mơ thấy những người thân đã khuất có khả năng là bà nội bà ngoại hoặc là mẹ hoặc là cô cô gì, gì đó vân vân tùy theo cái nguồn năng lượng của các bạn tùy theo hoàn cảnh của các bạn nha Ừ. Số bạn có thể là tính mua nước uống nước cho nên là cũng sẽ có sự chọn lựa những cái thức uống khác nhau ừ. Mà số bạn có thể là anh shipper nào đó đến tìm bạn chẳng hạn Đấy, Trong ngày hôm nay trước khi bạn đưa ra bất kỳ quyết định nào các bạn cần phải làm rõ cái vấn đề, ha cái ý định của mình một số bạn có thể là sẽ đeo kính ha để đi xa thì các bạn cũng nhớ đeo tại vì ánh nắng mặt trời có thể nó rất là độc hại trong thời điểm này nó ảnh hưởng đến đôi mắt của các bạn hoặc là ảnh hưởng làn da các bạn ha uhm, Một số bạn sẽ có sự đứng lên đấu tranh cho cái quyền lợi của bạn hoặc bạn sẽ xem được khá nhiều tin tức liên quan đến sự diễu hành uh, gì đó uhm. Ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn cũng có sự tập trung những sự chú ý hoặc là bạn có khả năng cũng có những cái nỗi lo bị phòng lo sợ ha hoặc là ám ảnh hoặc là bất lực hoặc là áp lực gì đó ở đây nhưng mà mình thấy là mọi thứ thì từ từ nó cũng sẽ được giải quyết rõ ràng hoặc là bạn có một cái điều gì đó chưa rõ chưa hiểu thì có thể là bạn sẽ là tìm hiểu cho rõ ràng ha kỹ lưỡng hoặc là bạn sẽ khám phá được một cái thông tin tin tức gì đó vào cuối ngày ngoài ra trong ngày hôm nay các bạn được khuyến khích hãy luôn có một cái sự gọi là bao dung tha thứ chứ đừng có hận ghét hận giận bởi vì nguồn năng lượng hờn ghét, hần giận này nó sẽ đẩy cái nguồn năng lượng may mắn của bạn đi xa Cho nên là việc của bạn bây giờ là buông bỏ, tha thứ cho tất cả ừ. Hoặc là ai đó ghét các bạn thì các bạn cũng không cần phải quan tâm Chỉ quan tâm những người tốt với mình thôi Còn những người tiêu cực với mình quá thì mình đừng để tâm đến họ Đừng để họ có thể dục rác vào nhà bạn hoặc là thao túng cảm xúc của các bạn đây một số bạn có thể là bạn bị cuốn một cái tình huống nào đó mà bạn nhìn nhận nó một cách bạn không thể nào nhìn nhận nó một cách khách quan được thì đã đến lúc các bạn phải lùi lại và có được cái nhìn toàn cảnh hơn về bức tranh và thiên thần Miche yêu cầu các bạn tách ra khỏi những cảm xúc xung quanh và ngài sẽ giúp cho các bạn làm cái điều đó ngài cũng sẽ hướng dẫn bạn cá nhân hóa trải nghiệm để bạn không cảm thấy khó chịu trước hành vi của người khác và điều này sẽ ngăn cản bạn phản ứng phòng thủ thay vào đó hành động của bạn sẽ xuất phát từ tình yêu thương và trí tuệ hãy cho phép bản thân của bạn có thời gian nghỉ ngơi và tránh xa những người tiêu cực à, bạn không cần thiết phải có giải pháp ngay bây giờ vì các thiên thần đang lo liệu từng chi tiết điều quan trọng đối với bạn là đạt được cảm giác bình yên nội tâm và cảm giác nó sẽ dẫn các bạn đến những cái hiểu biết mới và hữu ích mới và đây là thời điểm đừng quan tâm đến những lý lẽ của người khác hãy để họ tự giải quyết mọi việc hãy từ bi mà không có mang gánh nặng của người khác và cầu xin các thiên thần là bị thiên thần Michael giải phóng năng lượng các bạn đã đến lúc các bạn rời bỏ một cái tình huống hoặc là một cái mối quan hệ không lành mạnh rồi ha hoặc là một số bạn có thể kết thúc hoàn thành xong một cái điều gì đó trong ngày này mỗi tình huống gì đó mà nó khiến cho bạn cảm thấy mất ăn mất ngủ hoặc khiến cho bạn cảm thấy mỏi mệt uhm, à, như vậy ngày hôm nay tránh tranh cãi ha im lặng là vàng là cái điều các bạn cần rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Để xem coi uh, ngày thứ hai, ngày 8 tây tháng 4 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 các Bạn tụ 3 là những người uh, sắp có những cái sự hợp tác mới Những cái sự ký kết hợp đồng Hoặc là sẽ có những cơ hội gì đó mực mở ra với các bạn Hay là các bạn rất là thích trồng cây trong thời điểm điểm này Các bạn đang bắt đầu một cái gì gì đó mới mẻ uhm. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn đã từng trải qua những tổn thương, những mất mát Hoặc là những cái tổn hại gì đó về mặt tinh thần khá là nhiều hoặc là giờ gần đây quá bận rộn ha khiến cho bạn cảm thấy không có thời gian đủ cho bản thân của mình một số bạn đang có sự bí bách một cái điều gì đó và đang cần một câu trả lời một cái sự hướng dẫn ừ. hoặc là một cái giải pháp thì mình thấy, thấy là bạn sẽ tìm được khi mà bạn dành cho bản thân của mình một cái không gian bình yên nhẹ nhàng thoải mái chứ không có quá nhiều những cái áp lực những xô bồ những cái sự ồn ào náo nhiệt Ngoài ra thì mình thấy có thể là dạo gần đây các bạn có một sự đi sâu bên trong hơn, phát triển tâm thức bên trong nhiều hơn. Để mình có thể giải phóng được những cái mối lo hoặc là những cái suy nghĩ tiêu cực cũ. Để bạn có thể bước vào cái không gian mới, cuộc sống mới, con người mới. Một số bạn có người yêu dạo gần đây thì có thể các bạn nên có một sự cẩn thận trong ngôn từ để ăn tiếng nói. Cần phải làm rõ, làm, làm rõ ràng những cái vấn đề giữa hai bên để tránh hiểu lầm rồi chia tay ha. Trong ngày hôm nay có thể là bạn sẽ nhận được cuộc gọi, cuộc thông báo gì đó ừ. Một số bạn sẽ có thể là nhận được những cái tin tức tốt đẹp Các bạn có sự kết nối một người mang năng lượng nam Đây là một người có tiền, có bạc, có tài chính, ứng tắc an toàn Và là một người thông minh à, Một người đứng đầu một cái cơ quan tổ chức nào đó Hoặc là đội nhóm nào đó ở đây điều này họ có thể là sẽ cho bạn một cái giải pháp hoặc là hỗ trợ gì đó cho các bạn ừ. Hoặc một số bạn sẽ kết thúc xong một cái chương trình nào đó Trong cái việc học tập hoặc là... Um giấy giấy tờ nào đó ở đây các bạn có nguồn tiền tiền lương tiền hưởng là nhận đầu tư hoặc là các bạn có khả năng là sẽ đem tiền đi đầu tư đi đóng tiền cho những cái hoạt động gì đó của các bạn hay là bạn có rất là nhiều việc phải làm trong ngày này rồi các bạn cố gắng giải quyết mọi thứ cho xong ha đồng thời có thể là một vài bạn các bạn có chuẩn bị đau lưng các bạn tránh mang vác nặng quá có thể bị gù lưng hoặc đau lưng đó ngoài ra có thể là bạn cũng sẽ gặp được khá là nhiều những người quen họ hàng hoặc là có một sự giao dịch hoặc là trao đổi quà tặng hoặc là có một sự biếu đồ ăn từ người thân dành cho các bạn hoặc bạn dành cho người thân của các bạn ha một số bạn có thể là bạn sẽ hoàn thành xong mọi thứ mọi việc mà bạn đang gọi là um, uh, giải quyết um, hoặc là có thể các bạn được khuyến khích là hãy chạy xe cẩn thận trong ngày này có thể bạn sẽ các bạn sẽ có một cái chuyến đi hoặc là một vài bạn ở đây thì cẩn thận coi chừng cái vấn đề kiểm tra giấy tờ đó, ha cảnh sát giao thông á cho nên mình nhớ đem theo đủ giấy tờ tuân thủ theo đúng pháp luật thì các bạn sẽ không có vấn đề gì cả ngoài ra các bạn sẽ ra vườn hít thở không khí trong lành ngắm hoa ngắm cây rồi đó một số bạn ở đây thì có thể là các bạn cũng sẽ có sự kết nối với ba mẹ hoặc là các bạn sẽ có niềm vui tin tức về con cái hoặc là các bạn gặp dỡ những cái đứa trẻ thiếu nhi rất là nhiều trong ngày này Ừ. bên cạnh đó thấy một số bạn ở đâu đó có nhạc đám cưới nhạc uh, tiệc đám cưới tiệc khôi no đầy tháng gì đó vân vân là đám giỗ thấy người ta hát karaoke khá là lớn ừ. đây mình thấy các bạn đạt đến cái thắng lợi cái thành công ha đạt đến cái thành tựu hoặc là một số bạn có con nhỏ thì có thể là trong ngày hôm nay các bạn có sự hợp tác với người phối ngẫu của bạn để chăm sóc tốt chúng hoặc là một số bạn sẽ xem được khá nhiều tin tức liên quan đến chăm sóc uh, trẻ em ừ. và bạn có thể là bạn sẽ lên đến cái đỉnh cao trong sự nghiệp hoặc bạn sẽ đi du lịch phát triển cái niềm đam mê du lịch của mình hoặc có thể bạn xem được tin tức ai đó đi du lịch đi núi rồi đó ừ. Một số bạn ở đây trước khi ký kết hợp đồng gì đó nên xem kỹ càng hoặc là đọc rõ ràng Hoặc là nhờ luật sư hỗ trợ nếu như các bạn đang có thắc mắc gì đó ha, không có rõ về luật đó. Để tránh người khác có sự thúc đẩy các bạn ký tên vào những cái hợp đồng gì đó Thì nên gọi là tỉnh táo, chữ ký của bạn rất là quan trọng ở đây một số bạn có thể là bạn đang hỏi về cách cải thiện tình hình ha, thì thiên thần michael đang khuyên các bạn nên cam kết hoàn toàn với kết quả bạn mong muốn nếu bạn do dự hoặc không chắc chắn liệu mình có xứng đáng hay không thì kết quả cuối cùng nó sẽ không như ý tuy nhiên bằng cách các bạn đưa ra cái cam kết bạn sẽ giúp khơi dậy cái sự chuyển động trong cuộc sống của mình à, hoặc là một vài bạn có sự cam kết với mối quan hệ hiện tại của bạn để tạo ra cái sự thân mật và hài lòng hơn hoặc là cho phép bản thân của mình được tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc hoặc là bạn có sự đắm mình trong một cái dự án thú vị nào đó ừ. à, một số bạn thì hãy có một sự tự tin khi bạn nói bạn viết hoặc là những cái dự án những cái điều gì đó sáng tạo của bạn sẽ được các thiên thần hỗ trợ để nó có một sự sâu sắc và thu hút được nhiều người ủng hộ ha và những suy nghĩ tích cực sẽ tạo nên những kết quả tích cực ừ. cho nên là các bạn cần phải hướng suy nghĩ của mình theo cái điều đúng đắn hay cái điều mình muốn chứ đừng có để bản thân của mình bị chao đảo bị suy nghĩ quá nhiều về những điều tiêu cực à. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụi ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.